chợ Phạm Văn Hai nè, chợ Phạm Văn Hai đó, chợ Phạm Văn Hai nè, bạn tiếp theo nè, YouTube nè, các bạn coi chợ Phạm Văn Hai nhé. Bắt đầu đi từ từ, chợ Phạm Văn Hai, đi từ từ nhé. Đây là những nơi mà họ xung quanh khu vực chợ, xung quanh khu vực chợ Phạm Văn Hai đó, ta coi ta bán rồi bán. Coi nhá, ta nướng thịt xung quanh khu vực chợ Phạm Văn Hai, xung quanh khu vực chợ Phạm Văn Hai, Phạm Văn Hai sầm uất lắm, quá sầm uất luôn. Món gạo đêm nay tôi sẽ ra tôi bay cái khu đêm chợ Phạm Văn Hai cho các bạn thấy nhá. Bay đêm trước chợ Phạm Văn Hai ban đêm ăn uống nhiều lắm. Có cái tòa nhà hội nghị tiệc cưới đằng trước á, có cái tòa nhà hội nghị tiệc cưới. Người ta xẻ mít ra ngon lắm luôn. Central Plaza, Central Plaza trước mặt chợ Phạm Văn Hai các bạn. Coi tạp hóa ban đêm á, tối tôi ra đây tôi quay nữa, đây để các quán ăn luôn, nhiều lắm các bạn. Đây là bao quanh khu vực chợ Phạm Văn Hai, tôi dẫn một vòng nhé, đi tập thể dục đánh một vòng rồi quay cho các bạn coi luôn. Chợ Phạm Văn Hai
những cái cây này các bạn, những cái cây này ha. Tôm cua gẹ nè, tôm cua gẹ, rồi từ đó những đêm buồn bầm. Những cái cây đánh bông đi lên vòng quanh thôi, chưa vào trong vòng chợ đó rồi, tôi đi vòng quanh thôi. Thank you.
tôi đi về nhà mệt quá.